Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và rạng sáng nay, ngày 3 tháng 7, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như Việt Lâm, Hà Giang 325mm, Bắc Sơn, Lạng Sơn 127mm, Đông Phong, Bắc Cạn 123mm, Chăn Nưa, La Châu 117mm, Thượng Lâm, Tuyên Quang 115mm, Phú Tân, Cà Mau 118mm, Tại thành phố Hà Giang, mưa lớn nên nước dồn về các khu vực trũng thấp gây ngập úng cục bộ một số tuyến đường. Trao đổi với tuổi trẻ online, sáng ngày 3 tháng 7, ông Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên, Hà Giang cho biết, ông đang đi kiểm tra, chỉ đạo ứng phó với mưa lũ trên địa bàn của thị trấn Việt Lâm, thị trấn Vị Xuyên. Nhiều tuyến đường đi các xã cũng bị sạt lở khiến giao thông bị ách tắc. Còn tại tổ 2 và 3, phường Trần Phú, theo như người dân ở đây cho biết, sáng nay dù lượng mưa không lớn lắm, nhưng nước trên khu vực núi Mỏ Neo tràn về đã gây ngập úng cục bộ tại đây. Nước ngập úng cao khoảng 70 đến 90 cm so với mặt đường nên đã gây ảnh hưởng đến việc người dân di chuyển qua khu vực này. Nước tràn mạnh vào nhà làm sập tường bao và nhà xe, nhiều vật dụng trong nhà đã bị hư hỏng.